tại hội thảo phát triển định hướng giao thông công cộng TOD và quan hệ đối tác công tư PPP trong vận tải hành khách khối lượng lớn do VKB và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đại diện Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam cho biết, tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang có nhiều bất cập. Riêng tại thủ đô Hà Nội, nạn un tắc giao thông khiến cho thành phố này mất khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tại hội thảo, các chuyên gia đều cho rằng lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam đã tăng nhanh trong vòng 10 năm qua. Trong đó, phát thải khí từ lĩnh vực giao thông vận tải là lớn nhất do lượng xe gắn máy cá nhân tại Việt Nam quá lớn. Khảo sát phân tích cho thấy, từ năm 2014 cho đến năm 2020, lượng khí phát thải từ lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam tăng hơn gấp 3 lần. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam đã cam kết phát thải dòng bằng không vào năm 2050 tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 năm 2021. Khảo sát cho thấy các phương tiện đi lại công cộng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt chưa đến 10%, rất thấp so với nhu cầu và quy mô của một đô thị lớn. Cùng với đó, nạn ủn tắc giao thông khiến Hà Nội thất thoát khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.